Trà nào có hương thơm quyến rũ nhất? Trà nào có hương vị nhẹ nhàng đến nỗi khiến bạn cứ phải uống liên tục? Bài học ngày hôm nay, ủ trà nhài. Tỷ lệ ủ trà nhài ngon nhất là 10g trà nhài với 300ml nước sôi. Tôi sẽ ủ 40g. Nước sôi. Ủ trong 15 phút. Với 40g trà nhài, chúng ta thu được 1 lít nước cốt. Trong video tới, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy sự thu hút của mùi hương và hương vị của trà nhài với tên bài học là Trà nhài nguyên vị.